Nhà nước chống dịch bằng khẩu hiệu thi đua, vậy nó mới nghệ thuật ngu, đúng không? Cái khẩu hiệu là cái đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào và đánh cho tổ tiên của mày gục đầu không bao giờ ngóc được, đúng không? Không nhờ khẩu hiệu đó làm sao đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào được? Mà không nhờ khẩu hiệu thì làm gì y bác sĩ mà xỉu lên xỉu xuống? Nếu mà không nhờ khẩu hiệu, ta làm xong 8 giờ ta đi về ta ngủ rồi đó. Nên tuyến đầu người ta không cần phải hy sinh như vậy, mà công an cũng cần phải đứng chốt 12 giờ 12 tiếng nữa. Trời đất ơi, mấy anh em anh làm công an đứng chốt nó than, nó trời ơi, nó dạo này khổ quá, đứng xỉu lên xỉu xuống luôn anh. Cái nhờ khẩu hiệu nó mới làm như vậy, cái khẩu hiệu nó mới sinh ra cái lý tưởng, mà cái lý tưởng á, thì mới là đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, hiểu không? Còn nếu mà không có khẩu hiệu và không có lý tưởng á, tiền lương đâu mà trả được cho đội ngũ tuyến đầu mà theo cái nguyên tắc này. Ví dụ như giờ 8 tiếng là lương bình thường, mà 4 tiếng là lương gấp 2 gấp 3, mà làm một ngày 12 tiếng là mỗi người dậy lương nhiêu, rồi làm gì có tình nguyện viên? Tình nguyện viên làm lương mẹ phun mỏ luôn, ngu. Cái đó là cái hay của Việt Nam, cái đó là cái nghệ thuật của Việt Nam. Màn trẩu tre như mày ngu thiệt, mày hên mày vô diễn đàn anh đó, chứ mày đi bô bô trên mạng kiểu đó là cái kiểu như là cái như là mày chết luôn cú này. 12 triệu rưỡi nha con, cái tập nói chuyện ngu à. Anh dạy cho biết phải cảm ơn anh. Việt Nam mình làm cái gì đó cũng nghệ thuật hết đó, đánh đánh giặc cũng nghệ thuật nữa chứ sao. Mấy nước khác toàn thua Mỹ không mà Việt Nam mình ăn Mỹ, đúng không? Không nhờ khẩu hiệu sao ăn Mỹ, tướng nó bự chà bá ra thấy sợ rồi. Nhưng mà lúc đó đó mình nói là thằng Mỹ nó bự vậy đó, nhưng mà nó cũng chịu có một viên AK hả con, thì bộ đội mình nghe vậy bộ đội mình mới sung lên, đúng không? À mày bự mày cũng có một mạng vậy thôi. Nó nhiều cái yếu tố đó lắm mày, nó phải có khẩu hiệu mới được, đó là nghệ thuật điều hành đất nước. Thằng Mỹ không có khẩu hiệu kìa, trả lương chích bà nội luôn, xong rồi giờ nợ công tăng bùng lên. Tại vì sao? Dân nó đâu cần khẩu hiệu mà dân nó đâu cần lý tưởng, lý tưởng cho ai coi, hiểu không? Còn này á là Việt Nam lý tưởng cho dân coi, cái đó là cái hay đó. Dân coi mấy người tuyến đầu như idol, bây giờ mày không tin mà đụng tới tuyến đầu coi, bảo đảm mà xanh cỏ đó. Đó là Việt Nam nha, mình thấy vậy đó nha các bạn. Mày không tin mày cà khịa ai tuyến đầu đi đó, mà giờ ra đường mày cà khịa với công an đang thông chốt mà ông nó đang mệt mệt đi coi, ngày mai mày xanh cỏ không, nổi tiếng trên mạng xã hội trong một đêm luôn. Có ông kia mà ông kia tháo bài trong đêm luôn kìa con, lúc đầu cũng to còi lắm, cũng cứng lắm, xong rồi vô để vài cái nữa tháo bài luôn đó. Là người ta, là người ta cỡ gì, người ta là người nổi tiếng, người ta lớn tuổi nữa, người ta còn vậy đó, thằng trẻ trâu như mày cỡ nào. Nó đừng có như vậy mấy em, đừng bao giờ cà khịa mấy cái vấn đề bố la bố láo, và trong khi mình ghi mình ngu dốt về đất nước con người Việt Nam. Anh nghĩ sao khi về việc 23 tháng 5 đi bầu cử khi dịch đang bùng phát, mày có cầm lá phiếu mày bầu chưa hay là mày gáy mỏm hả? Mày có thẻ cử tri chưa hay mày bố láo? Nếu mày có thẻ cử tri mà mày nói câu này là mày ngu như con đót luôn. Còn nếu mày mày không có thẻ cử tri mà nói câu này thì mày hùa theo mấy thằng phản động thôi, đường nào mày cũng chết hết á. Rồi cho em chọn phe đó, mình đam ngắn gọn thôi nha các bạn, mình gợi ý cho các bạn để các bạn đam thôi, mình đang luyện luyện tư duy cho các bạn, chứ mình giờ mình làm biếng đam mấy mày quá. À, anh nghĩ sao mà chính phủ cho Vingroup mượn vaccine, bao nhiêu công ty chưa được mượn nữa anh? Vingroup giờ nó bự quá, ai biết mượn rồi có điều kiện gì không, điều kiện gì sao tao biết được? Mấy Vingroup là cái chuyện nó quá bự rồi, mày hỏi gì ngu. Thí dụ giờ Vingroup nói ở cho nó mượn trước đi, giờ nó đổi lại nó hy sinh này hy sinh kia, hay là sản xuất này sản xuất nọ thì sao? Có nguồn tin mới là gì, Vingroup nó gì nó khai trương ra cái gì, cái khu gì sản xuất vaccine đó. Bởi vì rẻ trâu này ga tô thì cái mẹ trâu bộ kiết trâu ăn làm gì mày thùng win dư mày, cái gì nó có giá của nó hết. Cuộc sống này nó phải có, nó phải có đi và nó phải có lại, đúng không? Nó mới là cuộc sống. Mấy thằng trẻ trâu này nghĩ gì cũng tiêu cực hết, mẹ giống như mày tụi bay bố đời thiên hạ hả mày? Tụi mày cái xã hội đất nước phục vụ mình mày mày mới chịu hả? Sao đảng viên được ưu tiên chích vaccine như anh Duy, người ta tuyến đầu chống dịch không chích vaccine? Hỏi một câu ngu, tuyến đầu chống dịch người ta tiếp xúc nhiều thì người ta phải nguy cơ cao thì người ta phải chích vaccine để người ta trụ lại, người ta chiến đấu. Còn mày nằm ngủ ở nhà thì từ từ, ý kiến cái cò gì? Vì dịch bệnh người dân không tiền, nhà nước thu tiền điện, nước nợ ngân hàng vẫn phải trả, chống dịch kiểu tuyên truyền cướp bóc, thì bây giờ mày làm thỉnh thỉnh nguyện thư mày gửi cho chính phủ đi, kêu chính phủ đừng thu tiền điện tiền nước, kêu ngân hàng nó đừng thu tiền luôn. Chứ mày ngồi đây mày nói tao tao đâu giúp được mày, đúng không? Mấy chuyện này phải gửi đúng nơi. Thôi mày ơi, nhà nước Việt Nam chống dịch kiểu tuyên truyền thôi, thì bây giờ nếu mày nói vậy kệ mày, chống dịch kiểu gì là chuyện của nhà nước Việt Nam, thế thôi. Tao luôn ủng hộ nhà nước Việt Nam vậy đó, có gì không? Còn mày cảm thấy không phụt á thì mày đâm đơn mày kiện nhà nước đi. Nó còn mày cảm thấy mày kiện không được không ok thì thôi mày đu càng đi đâu đó mày đu đó, đi đi đu qua Campuchia đi, chống dịch kiểu Hun Sen
không thì đu qua Myanmar đi, chống dịch kiểu quân phiệt, không thì đu qua Indonesia đi, chống dịch kiểu gì tao cũng biết luôn, có cái đâu sống. Chuyện nói chuyện bình thường, mày chỉ là một phần bảy, một trên 97 triệu thôi, mày chưa giỏi hơn ai, mày cũng đừng bu mày đừng đừng gáy nó, ngoan đi nằm yên chỗ đi, hết dịch xong ra vùng vẫy. Còn bây giờ ngu, tự nhiên đang 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 lúc này mẹ đi vùng vẫy cho chết trước, hiểu không? Mày vùng vẫy mày bố láo quá, Covid nó cắn mày, không ai thèm cứu hết, mày chết rồi, hợp lý không mấy bạn? Thí dụ giờ mày ngoan đi, mày dễ thương đi, nó mày lỡ Covid đi bác sĩ cứu mày đó. Còn giờ trong thời buổi giờ quá tải bác sĩ, thôi tao mẹ ở nhà đi, mà cái tật bố láo như mày ở nhà chắc chết. Cái đó mình không, mình nói kinh nghiệm sống thôi các bạn, còn nghe được thì nghe, nghe được thì thôi, nó quan điểm cá nhân của mình. Bạn cảm thấy quan điểm cá nhân của mình không trùng quan điểm cá nhân của bạn thì bạn cứ sống theo cách của bạn, ok? Tao thấy chính quyền sai thì nói thôi. Ôi chính quyền sai mày nói như là ăn ăn nhầm gì mày ơi, đúng không? Chính quyền sai mày lên mày phải phản ánh chính quyền, mày viết đơn viết thư đồ này nọ để cho chính quyền ta đọc, người ta rep mày nó mới đúng, hiểu không? Chứ nói làm mẹ gì đó, cái mỏ mà nói không 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 được cái gì đâu, không ai mà nào qua kinh nói hết á. Ông bên Mỹ muốn làm phải bỏ phiếu em, chứ không lẽ giờ tao nói tao thích Trump thì mày nói là tao muốn Trump làm tổng thống đó, trong khi mày không đi bỏ phiếu, mày phải đi bỏ phiếu nghe. Viết là một chuyện, có lên tên đó hay không là một chuyện anh ơi, thì mày viết đi rồi mày gửi, mày ngồi đây mày sủa cái gì? Thì mày cứ viết đi, mày chuyển phát nhanh bưu điện đó, mày cứ viết thẳng đi, sủa gì? Xong viết trước khi chuyển phát nhanh chụp hình lại, trong thời gian bao lâu không rep thì post lên, mới có vậy thôi cũng sồn. Mấy thằng nít trẻ trâu ở nhà gáy mỏm mà chưa tiếp xúc chính quyền lần nào hả mày? Ủa, chính quyền lần nào chả phòng tiếp dân muối kiến còi gì quăng đó, người ta nhận đơn người ta trả lời mày thôi. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, mấy cha nói thay dân nghèo thôi, dân nghèo chưa đại diện cho mày, mày thay gì không hợp pháp. Chừng nào dân nghèo á ký ủy quyền cho mày đó thì đại diện cho mày, thì lúc đó mày làm cái việc đó mới hợp pháp. Còn bây giờ mày nói mày thành phố Hồ Chí Minh cho xin cái chứng minh nhân dân với cái hộ khẩu coi, hay cái mỏm hả? Cái gì cũng vậy thôi, chứng minh nhân hộ khẩu quăng lên đi, giống như Duy Nguyễn mẹ quăng lên mạng ầm ầm. HCDC vừa công bố tính tới ngày 27 tháng 7 số ca chết do Covid ở Sài Gòn là 929 ca. Này lạ nha, cái này hơi hơi lạ đó chứ, cập nhật mà ca tử vong toàn quốc là có 600 mấy thôi. Cái này là số liệu mới hả bạn? Trên app nCoV thì 863 ca hả? Số ca tử vong Covid nhiều quá. Gì? Giấu bớt số liệu gây ra hoang mang, chú em trong bệnh viện giả chiến nói vậy. Cho chứng minh nhân dân của chú mày lên đây cho cộng đồng mạng tao tham khảo coi mày. Coi chú mày là idol dùng nào. Chú em làm trong bệnh viện giả chiến số mấy, vị trí gì, tên gì? Số chứng minh nhân dân là nhiêu em? Cung cấp đi em. Làm không lời bao nhiêu tiền mà xét nghiệm tốn đều đều, chán quá anh, thì bây giờ đóng cửa ngủ nghỉ hết dịch làm tiếp em, mình đâu cần trách nhiệm gì đâu phải làm, đúng không? Cảm thấy giờ làm không có lời thôi sa thải hết nhân viên đi, nhân viên đi về nhà đi, nhân viên ơi ngủ nghỉ đi rồi mình cũng ngủ nghỉ luôn, qua dịch làm tiếp chứ. Tự nhiên bây giờ làm mà lỗ thì làm gì, cái chuyện nói chuyện đương nhiên, khỏi than khỏi rên, cứ theo cơ chế thị trường mà chơi thôi mấy em. Chắc chặn người dân về quê, các lãnh đạo làm như thế đúng không anh? Không biết á, tại vì đặt anh vô vị trí đó anh cũng biết làm sao cho đúng nữa đó, nên thôi cái này em tự suy nghĩ đi. Alo, chào em. Ở chào chị. Nhưng chào cả nhà nha. Hồi nãy giờ chị có nghe nhưng mà bực bội lắm. À, mấy bạn nói là chính quyền ở Việt Nam không có lo chống dịch rồi cho dân, rồi không có lo vaccine cho dân, đồ này nọ phải không? Vậy thì các bạn nhìn vào cái cuộc chống dịch ở bên Mỹ đó, chính quyền hoặc là có ở bên Mỹ nó có tuyến đầu giống như ở Việt Nam hay không? Tất nhiên là không Không, rồi. cái vấn đề đó em nói rồi, cái vụ mà ở bên Mỹ á, thì hai ông già lo giành ghế, lo đi vận động Đó. bên này bên kia, cái chuyện đó nó quan Đó. trọng hơn dân cu đen chết thôi làm gì căng, đúng không? Thì Bây giờ đó em. tổng thống là 4 năm mới có một lần đó, À. là cái sự kiện vĩ đại của toàn dân. Miễn sao khi mà tôi làm tổng thống rồi thì tôi thắp cho 400 cái đèn cầy là được rồi. Thì khi mà ông lên tổng thống rồi á thì ở trên này 500.000 chứ không phải 4, 500.000 người dân, 500.000 người chết dịch Covid chứ không phải Rồi 400. 500 ngàn cũng được, thì giờ bổ sung thêm 100 cái đèn cày rồi chọi vô mỏm tháng gì 1.200 rồi 1.400 rồi tùm lum tùm la đủ rồi, Không, ý kiến không có. gì
không có 1 tháng nha, 1.200 đó là nguyên mùa dịch, 1.200 với lại 1.400 kia là nguyên cái mùa dịch chứ không có 1 tháng nha Thôi vậy được đó. rồi, mỗi nước chống dịch một kiểu, giờ bà muốn sao? Đó, nhưng mà kêu là ở bên Việt Nam có đất nước nào, giờ chị nói tất cả toàn thế giới luôn, có đất nước nào mà chống dịch giống Việt Nam là phải có tuyến đầu, rồi phải có bác sĩ, rồi những người đi tình nguyện viên, rồi phát cơm, rồi kiểm tra sức khỏe, rồi hả những người bộ đội phải nhường chỗ cho dân để mà cách ly, rồi hả những chiến sĩ công an phải đứng chốt từng từng ngã tư đường, em thấy không, từng ngã tư đường đều rào cản lại, rồi hả những người mạnh thường quân họ đi phân phát đồ ăn thức uống rau Bà rau ơi, củ quả. bà chị ở bên Mỹ mà chị khịa Mỹ giờ em không có đồng ý nha. Bây giờ cảnh sát bên Mỹ người ta cũng cực khổ thế mẹ luôn, người ta đi làm vụ chọt lôi đó, cái vụ đó là cái như nó bạo loạn, nó biểu tình, tôi phải đi ra, tôi vận động vệ binh quốc gia này nọ, tôi lo những cái chuyện quan trọng, còn cái chuyện mà dịch giả thì mấy em y tá ở nhà nó làm được rồi, bây giờ bắt công an đi chống dịch nữa, giờ chọt lôi nó loạn lên rồi sao, đúng Rồi không? Nếu em mà bây coi giờ đó. cái phong trào Black Lives Matter mà nó nhú lên mạnh quá rồi là lỡ lúc đó là cụ Trump mà mất ghế nữa nhiệm kỳ rồi sao, đâu có được, phải dẹp cái vụ đó trước Đó cái đã. đó rồi em thấy không, rồi ở bên này á dân bên này bị dịch á thì bị nhiễm COVID á thì phải tự về nhà, tự cách ly ở nhà. Thấy không? Rồi Chứ có sao ơi, chi có trời trời đất, có cái nhà đó mua trả góp, bây giờ chị á, cái nhà chị á, đã mua trả góp 30 năm rồi, mà bây giờ chị ở bệnh viện chi tốn tiền, chị nằm ở nhà là đúng rồi, chị nằm ở nhà chị đỡ tốn tiền bệnh viện đúng không, mà cái nhà của chị là có chị sử dụng xong rồi chị trả tiền góp hàng tháng là hợp lý, còn bây giờ nếu mà chị vô bệnh viện chị nằm á thì chị vừa tốn tiền bệnh viện mà chị vừa phải tốn tiền mà trả tiền nhà cho ngân hàng nữa, thì chính phủ người ta thương dân vậy muốn gì nữa ba, thì bà khó đó, khăn. rồi á hả, rồi tự mua thuốc, rồi những người bị F F F hai F ba F bốn thì kệ tí nó, chứ giờ có tiếp xúc thì hả cảm thấy người nhức mỏi thì tự đi đi đi, đi kiểm tra đó, đất nước nào mà được giống như đất nước Việt Nam mà hả mấy đứa ở dưới nói, rồi còn nói về vaccine nha, vaccine hả là có tới gần sáu coi 6.000 hay 7.000 người sau khi chích vaccine rồi chết rồi đó đó. Những người khách hàng của chị á, là cũng cả gần cả chục người đó, gần cả chục người người ta sau khi chích vaccine và người ta Nhiều bị dịch COVID lại và người ta chết. khi mà nhiều khi người ta chích vaccine xong rồi về lỡ người ta bị cúm mùa này nọ thôi, chứ còn tự nhiên bây giờ chết Các vì đổ bạn thừa tim. nên nhớ nha, vaccine á, là chưa 100% là có hiệu lực ha, nó không có 100% nha. Đó, nó chỉ là mới ra để mà gọi là hả cho người dân cảm thấy giống giống như là cảm thấy tin tưởng để mà kích cầu kinh tế người dân thôi. Sau khi chích vaccine để làm gì, chính phủ Mỹ kêu kêu toàn dân chích vaccine xong xuôi rồi tháo khẩu trang ra để làm gì, có nghĩa Đúng là rồi. Mỹ dân thôi, có nghĩa là chích vaccine xong lại sẽ không bị dịch nữa, rồi phải đi làm để làm gì, những người này đi làm phải có Trả nợ họ công thu chứ nhập làm họ gì mới có nợ ta. công đó. Yêu nước thương dân làm trả nợ công chứ giờ. Bây giờ vì mấy ông mấy bà bị bệnh á mà chính phủ của tôi đã vay nợ công thêm mấy ngàn tỷ rồi. Thì bây giờ hết dịch rồi mấy ông mấy bà đi làm đi. Rồi trả nợ công cho tôi để tôi kích thích kinh tế lên, là tôi chuẩn bị tôi ra tôi chiến đấu với ông Trump nữa. Chứ bây giờ Mày có kinh thực tế mà sự hết dịch đâu, gì em nghĩ vậy? xem Tôi mất ghế thì sao, đảng tôi mất ghế thì sao? nè nè, có thật sự hết dịch đâu đó. Mỗi ngày ngày cách đây 3 hôm là 81.000 ca nhiễm và ngày hôm kia là 100.000 ca nhiễm. Ủa hết dịch đâu mà hết dịch hả? Tại mấy đó nó không chết, Đó, tất cả toàn nó dân đi chết được chích rồi mà. Ủa mấy người phản động nó lên nó là toàn nước Mỹ ai cũng được cụ chích hết trơn rồi mà, tụi nó khẳng đi. định điều đó mà, tụi Mấy đó nó là mấy có thằng nói ngu, mà. mấy đó là mấy thằng ngu, nó giải danh phản động thôi chứ phản động nào ngu như vậy. Mấy đó là mấy thằng đó, mấy thằng bị bệnh đó là mấy thằng không chích, ok nó không chích nó lì, nó bị tại nó thôi, giờ chích đi, nó phải chích chứ. Em nó không ngu đâu em, nó phải nói vậy để nó kiếm tiền YouTube dơ mà em, nó đâu có ngu đâu, mấy 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 nó không ngu, nó lên mạng nó kiếm tiền YouTube dơ của nó mà nó đâu có ngu đâu, bởi vậy cái gì lấp liếm nó lấp liếm hết trơn luôn. Rồi cuối cùng sao nhìn nó nhìn Việt Nam mỗi ngày mấy ngàn vậy, cái là nó la làng nó khị Việt Nam, thì cuối cùng sao ở Mỹ 100.000 người, có nghĩa là gấp tới hơn 10 lần ở Việt Nam, không gấp hơn 10 lần ở Việt Nam mà nó khị Việt Nam là khị sao? Không
Ví dụ như nó nói ở Việt Nam mà mỗi ngày 5-7 ca, 5-7 ngàn ca, mà ở bên Mỹ chỉ có 5-700 ca thì ok nó hiện được, Chị còn đâu nói, hay gấp 10 lần lận. chị nó quá, chị cái tối ngày nó tập nó quá, lại chị nói 100.000 ca làm gì tới 100.000 ca, chỉ vậy 81.000. hoài nè nè, rõ ràng nè, phải không? Ngày 28 tháng 7 là ngày, ngày 28 tháng 7 đó, ngày 28 tháng 7 Ừ. có 84.000 ca thôi, Đó, 84.000 ca 84.000 ca ngày thôi ngày à. ngày hôm kia nữa, mà ngày nào cũng tám mấy nghìn ca chứ mấy, là gấp hơn 10 lần Việt Nam, gấp hơn 10 lần. Rồi à, ngày 26 tháng 7 người ta có 93.000 ca thôi, chị nói 100.000 ca, có Chị nói gì gần chị mà, ủa chị đâu ôm nói nó cái ghê mà, chị nói quá, gần một, chị nói không không gần đồng ý gần chị ơi, bây giờ người gần. ta chỉ có 93.000 ca thôi, cái cảm giác nghe nó còn vừa vừa, mà chị đâm lên 100.000 ca là cảm giác nó sợ đúng không? Giống như chị đi mua hàng siêu thị thôi, người ta cũng phải là gì 9 đồng 99, chứ người ta đâu đưa để 10 đồng, để 10 đồng là cái cảm giác tâm lý sợ đó. Mà 9 đồng 99 à còn rẻ mua được, thì bây giờ người ta Còn rõ ràng 93.000 ca thôi, thì ê, chị ghê nói ghê chị bơm ghê lên chị, 100.000 ca. em nói vấn đề này chị mới mắc cười đó, đúng là dân Mỹ thiệt tình nữa nha. 9 đồng 99 là 10 đồng nó chênh lệch có 1 cent thôi mà hả, tụi nó so đo cái kiểu đó là gì. Chị nói thì cái chị nói là dân Mỹ đúng là nó khôn khôn hơn phần khôn của mấy đứa khác nữa. Chín Nhưng đồng mà chín chết ít chín chứ ơi, chết có 500 người ngày à, có 500 người chứ mấy, đâu có bao nhiêu đâu. à tại tụi này nó lì nó chích vaccine thôi chứ chích đàng hoàng đâu có sao. Mỗi ngày chết 500 người, khoảng chừng 4 ngày thôi là cái con số chết của họ là hơn con số ở Việt Nam rồi, Không hiểu phải mỗi ngày chết 500 người, nó đúng, nó có ngày 500, có ngày 273, rồi có ngày 501, rồi có không? ngày Rồi 37, rồi lừa rồi ba cho trăm mấy vậy luôn luôn. thì khoảng 10 ngày thôi, 10 con số chết đó, 10 ngày cộng lại thì nó hơn cái con số cả mùa dịch của Việt Nam rồi. Ok, cả mùa dịch của Việt Nam bây giờ 800 mấy. Đông, dân đông, dân ta tới dân đông mà trời ơi sao Việt Nam. Cho nên là nói chính phủ mà sáng nay em đưa chị coi cái clip cái con nhỏ đẹp 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 đó, lên nó nói mà mới có 6 tiếng là 6 triệu, 2 triệu mấy người chia sẻ đó, trong 2 triệu mấy người chia sẻ thì chị thấy hả là tụi phản động với dân chủ cụ nó đã một đống rồi Thì nó đưa pháo cho đốt mà, đốt đó. pháo mà. Phản động này YouTube dơ nè, dân chủ cụ nè, tụi nó chia sẻ một đống rồi, bắt đầu tụi nó lên tụi nó kiếm tiền dơ bẩn nó, thấy không đó. Trong khi cái con đó nó đeo vòng vàng, dân đeo vòng vàng nhiều là có tiền mà sao sống kém sang vậy, đúng không? Đi làm bao nhiêu năm trời rồi, kiếm tiền bao nhiêu năm rồi, bây giờ dịch giả mình ở nhà mình lo ôm chồng ôm bồ, hoặc là ở nhà lo cho cha mẹ ăn uống sum vầy gia đình nghỉ ngơi. Dân bên Mỹ đâu được vậy đâu em, dân bên Mỹ người ta cầu để đi làm để có tiền trả bill, tại vì chính phủ đâu có cho tiền trả bill. Còn ở Việt Nam đâu có bill nhiều đâu đó, mà dân mà đeo vòng vàng nhiều là cũng có tiền thì mình ở nhà mình lo vì cộng đồng, vì một đất nước đó hả, đang 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 bị khổ đau như vậy, thì giờ mình chung tay con đằng này đi lên bắt thủ tướng chính phủ, bắt chính quyền phải này cái kia cái nọ, con này phải đẩy nó qua Mỹ đi, đẩy nó qua Mỹ, nó Cái muốn được con nghỉ ngơi, nó không được, bây giờ nó nó mới qua bay Mỹ nè, thôi chứ bây giờ phải đẩy nó qua Mỹ, nó phải đi làm, nó không làm thì nó không có tiền nó trả bill thì người ta kéo nhà kéo xe, thì lúc đó nó mới cảm giác được cái cảm giác là bây giờ mình được ở nhà tại Việt Nam nó như thế nào. Chị đây nè, chị đang muốn được ở nhà giống như những người ở Việt Nam nè, mùa dịch chị phải gồng gánh tiền tiền đó hả, bill bên tiền 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 chị đâu có dám đâu, gì đóng cửa à. 6 tuần lễ, đóng cửa 6 tuần lễ chị lỗ tới mấy chục ngàn đồng tiền đó hả, building tiền của chị, rồi chị phải lỗ thêm cả cái tiền đóng tiền nhà tiền kia nữa, chị mất một Chính khoản phủ tiền rất là lớn. Chính phủ cho cho hả? cái gì, chị income lơ cao, chị đâu có được đồng nào từ chính phủ đâu, gì chị không được một đồng nào từ chính phủ cả đó. Con này á, mấy đứa mà nó than khóc ở Việt Nam, nó than khóc á, cho nó qua Mỹ hết đi đó. Chị mong là tụi nó được đi qua Mỹ, một một cái thiên đường mà tụi nó mơ ước đi qua đây, để nó muốn được nghỉ ngơi ở nhà mà nó cũng không không dám nữa, cho dù nó sốt cao 36 độ nó cũng ráng mà lết cái thay nó đi làm. Tại vì sao? Tại vì nếu như nó mà ở nhà thì nó sẽ bị hụt tiền trả bill. Chị cũng mong á, mong là cái tiếng nói của nó sẽ thấu tới lòng của những người mà nhân quyền bên Mỹ, rồi á cho tụi nó đi qua bên Mỹ hết đi,
để tụi nó cảm giác được những cái mà gọi là đơn độc ở bên xứ người đó, muốn nghỉ ngơi ở nhà cũng không được, cũng không dám, ho sốt cũng phải ráng đi làm, không đi làm thì một mai nào đó nó kéo cái xe thì chết mẹ nha mấy đứa, đúng không? Không đi làm thì hả, mai mốt đứng đón xe bus chết bà luôn, tại vì sao, nó kéo xe rồi thì cũng phải vác cái thân đi làm, nó không đi làm tiền đâu mà trả bill, xong xuôi rồi không chịu đi làm nữa thì nó đuổi ra khỏi nhà ngủ ở dưới gầm cầu, thì lúc đó mới cảm giác được cái sự ghẻ lạnh nơi xứ người như thế nào. Nó ở đó mà ẵng mà sủ bắt phải dạy dạy chính phủ ở Việt Nam cái cách phòng chống dịch này nọ, trong khi họ vừa lo cho đất nước mà họ còn phải cùng với lại Bộ Y tế để mà toàn dân chống dịch. Ủa, có chính phủ nào mà làm như vậy không? Mấy bạn đi qua bên Thái Lan, Indonesia, bên nước Mỹ, bên mấy nước châu Âu có thấy những cái tuyến đầu giống như ở Việt Nam hay không? Tại sao mấy bạn đang sống ở một đất nước được cái sự hỗ trợ của chính phủ như vậy, được cái sự chung tay để mà hả cùng với lại toàn dân chống dịch như vậy mà các bạn không muốn, các bạn lại muốn được cái sự ghẻ lạnh ở bên xứ người? Em thấy không, chị là người có tiền, chị chủ tiệm nail, chị có tiền đó, bây giờ chị bệnh, lẽ ra chị á sau khi xuất viện chị ở nhà, nhưng mà chị vắng mặt ở tại tiệm nail một cái thôi là tiệm nổi loạn, chị cũng phải vác cái thây bệnh của chị đi ra ngoài tiệm để quản lý tiệm. Thì em nghĩ coi thử, một người cũng có địa vị, có tất cả mọi thứ như chị, có tiền như chị, mà chị còn phải không dám nghỉ, chị còn phải không dám nghỉ ngơi đó. Mấy bạn ở Việt Nam hiện tại bây giờ được nghỉ ngơi, được đó hả, ở nhà với gia đình, được sum họp bên gia đình, chúng ta chịu chịu một thời gian thôi, khi dịch qua rồi thì chúng ta tiếp tục kinh tế lại. Sao các bạn lại muốn được cực khổ giống như tôi? Tại sao các bạn muốn được được hả, đi làm phải cày 24 tiếng một ngày, phải đi cày, phải đi kiếm tiền, nghỉ ngơi ở nhà là không dám? Tại sao các bạn lại chọn cái con đường đó? Cho nên nhiều khi á, chị nhìn Duy, chị ganh tị lắm. Tại sao? Tại vì á, Duy á, được ở nhà, Duy tập gym, Duy á, hả, sống cái cuộc sống rất là thoải mái. Còn bản thân chị cũng đâu phải là chị nghèo khổ đâu Duy, nhưng mà chị bệnh hoạn chị cũng phải lo cái kinh tế của chị. Tại vì sao? Tại vì nếu như chị không ra quản lý tiệm thì tiệm nó sập thì chị sẽ bị mất, chị mất tất cả, cho nên là chị không muốn nó. Đúng không? Một người có kinh tế giống như chị, mỗi tháng chị phải chi phí tới mười mấy 20 ngàn cho bộ Duy, đâu phải chị chi phí ít đâu. Còn ở Việt Nam ít ra các bạn không phải trả tiền nhà, không phải trả tiền xe. Mà chị ví dụ như chị mà tháng chị chi phí tới mười mấy 20 ngàn mà mấy đứa làm YouTuber ba cọc ba đồng mà nó lên nó bố láo với chị thấy sao? Chị đập nó chết liền chứ làm sao, chị đập Nó nó chết chết liền. liền, nó nói xạo câu nào thì chị hả, chị lật mặt nó câu đó chứ làm sao. Chị chưa khỏe mạnh thôi, chị khỏe mạnh chị cũng lên chị đập mấy mấy đứa khốn nạn đó liền. Ok, Rồi chị đi bye trước em. với chị. Rồi ba chị Chị nha. nghỉ ngơi, bye cả nhà, Tạm bye em. tạm biệt mọi người.